xin mời chú rể Tinh Quang cùng với cô dâu Bùi Điệp, chúng ta hãy cùng dành những ly rượu tình rượu hiếu dâng lên hai đấng cô dâu và chú rể. Chúng ta hãy cùng dâng lên bố mẹ cũng là người ông kính yêu của gia đình họ nhà gái đi ạ. Và hai ly rượu tiếp theo xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng dâng lên những vị đại bên thấy anh là ông phụ thì lòng này còn buồn thương. Một tràng pháo tay của quý vị để cùng chào đón tất cả các anh em đến từ ban nhạc Nhược Hoa được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn rất nhiều ạ. Ngay bây giờ thì chúng ta cùng chào đón một món quà dành tặng cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Phải nói là rất đặc biệt, chính là những thiên thần nhí của chúng ta. Xin được mời nhóm nhảy ngay lúc này sẽ cùng tiến lên sân khấu ạ. Những idol TikTok của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Cuốn á, cô gái rất là dễ thương. Xin được mời các em. Oh,
cảm ơn tiếng hát của bạn rất là nhiều với ca khúc Ngẫu Hứng Lý Hoa Cầu. Và ngay bây giờ thì chúng